Hai, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Vi Sinh nhé. Thì em làm cái video này là video của cuối ngày các bạn. Cuối ngày thì em vừa đánh đây. Đấy, đây nên nó lên một đống cá luôn. Toàn hàng thôi. Để em quay cho các bác xem này. Đây thì vừa lên một đống toàn hàng các bác ạ. Nhìn qua thì toàn chim, con này to nhất là con 3 cân. Mấy con 2, con 3 cân rưỡi, 2 cân rưỡi. Mấy một con trôi đó. Đây phải cho anh em xem này, nó có kinh điển, các bác nhìn khiếp khủng luôn đấy. Thì tí em bê hàng lên thì em quay đoạn này sau nhé, mà vấn đề hôm nay thì em muốn giải thích với anh em một số cái thắc mắc, một số thắc mắc mà anh em cứ hỏi em là về vấn đề về đánh lục bằng cần tay, men lục cần máy, đánh đầu cần đấy thì là cái nào tốt hơn đó. Rất nhiều anh em nó thắc mắc như thế thì em sẽ giải thích cho các bác một số cái vấn đề đấy. Thì đây cái video này thì em vừa đánh thì em sẽ cắt một số đoạn của cái ngày hôm nay em đánh cho các bác xem. Đây rồi. Ai da, ai da. Đây rồi. Ai da, ai da, ai da. Ủa. Ủa to nha, nó vào cọc. Ây da. Bự. Đây rồi anh em ơi. Wow, trôi. Bự. Đây cần một con để cắn anh em. Ui dồi ôi. Được con chim anh em ạ. Ui con chim to luôn các bác này. Ui đừng dãy. Đóng rồi anh em ơi. Ui to anh em ơi. Con này to anh em ơi. Bỏ ra anh em ơi. Cái con nó vào kia mất. Bỏ ra. Ui dồi, bỏ ra anh em ơi. Còn gì vậy? Chấm đen anh em ơi. Bự. Đây rồi anh em ơi. Ui dồi ôi em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui dồi ôi em ơi. Ui dồi hàng các bác ơi. Wow. Ui dồi ôi. Phê anh em ơi. Ui dồi ôi. Chấm đen anh em ơi. Ui, bó căng anh em ơi. Yêu à. Bó lỗi. Không để rút. Để rút mất các bác ạ. Ui, phê phê anh em ơi. Chấm đen. Mạnh. Ui, chấm đen quá ơi. 2 mét. Căng quá. Wow. Rồi chưa. Phê anh em ơi. Phật anh em. Phật. Phê quá rồi. Ui, đau khá mất các bạn. Đấy rồi, lựa mơ ngon luôn. Đó là một số đoạn mà ngày hôm nay em đánh được, em cắt cho các bác xem. Thì em vào bình luận của trên kênh của em thì rất nhiều anh em bảo là đánh lục bằng cần tay ấy thì nó phê thật. Phê thật nhưng mà lại hay mất cá. Đó, hay mất cá hơn so với cần máy. Thì em giải thích như thế này. Thực ra đấy, bản thân em ngày xưa em mới vào đánh lục cái này, em đánh lục bằng cần máy các bác nhé. Em đánh lục bằng cần máy chứ không bằng cần tay đầu tiên đâu. Anh em nào theo dõi em đầu tiên ấy thì sẽ thấy là em đánh bằng cần máy đầu tiên. Đấy, nhưng về sau em lại chuyển sang đánh cần tay. Bởi vì em thấy cần máy nó có một cái nhược điểm lớn nhất của nó. Đó nó chính là cồng kềnh, nặng và dễ mất cá các bác ạ. Đấy thì em sẽ giải thích tại sao mà nó lại dễ mất cá các bác nhé. Nó dễ mất cá ở chỗ là cần máy nó nặng các bác ạ. Khi anh em nhá, các bác có thể so bằng cái cần 20H của em kia. Cần 20H của em độ cứng rất là cao. Nhưng mà nó cực kỳ nhẹ các bạn. Nếu mà so với cái cần máy bình thường, thông thường ngày xưa em đánh bằng con UEA Commando đấy. Con đấy thì bản thân của nó nặng đến 5-6 lạng rồi. Thêm một quả máy vào thì chắc chắn nó phải tổng khoảng 1 cân. Đấy, mà độ cứng nó không thể bằng cái cây 20H được. Em khẳng định luôn cái cây không thể bằng hai cây 20H kiểu của em được. Đấy, mà độ nó rất là nặng. Thành ra là khi mình giật ấy, nó sẽ bị mất lực các bác ạ. Nó sẽ bị mất rất nhiều lực luôn. Thành ra là mình đóng vào con cá đấy,
nó không được sâu. Đấy, nguyên nhân mà mình đánh nó bị bong là đóng một con cá nó không bị sâu, không sâu thì nó mới bong anh em ạ. Nhá. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Đấy, còn bác nào mà bảo cái cần đấy mà nó đóng, nếu mà cùng cùng một độ cùng một loại cần 4,5 m đấy các anh em, nếu mà đánh vuông góc với đầu cần, hai cây đấy nếu mà độ cơ động ấy, hai cây, một cây cần máy và một cây cần tay về độ cơ động ấy thì chắc chắn là cây cần tay cơ động hơn, bởi vì nó rất là nhẹ, cầm phát phải vụt ngay, không sợ bị sái tay, không bị sợ bị trượt tay hay là trượt nhịp đâu anh em ạ. Còn cần máy ấy, thì bản thân em ngày xưa em đã đánh rồi thì giật có lúc còn trượt nhịp bỏ xứ ấy, có lúc này mình giặt trong con máy còn chưa tháo, chưa chưa khóa bát thì mà nó nặng, thì còn nói chung là có nhiều vấn đề lắm. Anh em đã từng đánh cần máy thì các bác đã thừa biết rất nhiều cái vấn 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 đề là nó bị nhỡ nhịp. Đấy, còn cần tay thì gần như là không có trường hợp đấy, cầm phát nó phật thì ngay, kể cả các bác cầm lệch tay hay chéo tay nào giặt phát thì ngay, bởi vì cần nó rất là nhẹ đấy. Và khi mà cần nó rất là nhẹ thì lực đóng của nó rất là sâu, lưỡi găm một phát là thủng thịt ngay. Đấy, các bác vừa có thể xem video đóng con trôi đấy, làm đóng một phát thủng thịt luôn, thủng thịt luôn. Đây cho anh em xem đây, cái lưỡi đây em cho anh em xem cái lưỡi này ấy, mà nó găm thủng thịt đấy, nó mà găm thủng thịt vào con cá mà nó ngậm được thế đấy ấy. Em thật các bác kể có như thế nào nó đánh kiểu gì còn lâu nó mới rách thịt được các bác nhé, riêng mà nó đóng vào giữa thân của nó đấy, cái này mà đóng vào giữa thân rồi của nó nhá, kẻ nó ghi đi mấy thì cần cần nào nó cũng đều có độ cong xuống, kẻ cứng đi mấy nó đều có độ cong xuống đúng không đấy, nó bo xuống rất là dịu. Sau này nó còn độ và cái phần cơ tay của mình nữa, ui cá dậy, cá dậy ép quá, cái phần cơ tay của mình nữa, khi con cá to nó kéo đúng không anh em, thì mình nặng nó là tay mình nó phải giãn xuống đúng không đấy, thì nó ghì con cá lại, bắt đầu là con cá ấy, nó đóng sâu rồi mà nó vừa 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 đau này, nó vừa bị ghì bo lại, chắc chắn một lúc nó mệt nó nổi ngay, cá sẽ ép quá nó mệt nó sẽ nổi ngay. Đấy, còn trường hợp nếu mà nó toạc thịt nó rách ấy, thì chẳng qua là cái lưỡi của mình ấy, nó đóng vào 1 m thì thân của nó hoặc một tí vào lưng vào đuôi hay vào mặt nó mà nó dính chỉ một tí ngoài mép thì chắc chắn là kể cần tay hay cần máy nó đều bong thôi, nó đều rách thịt, khi mà mình cố gò chắc chắn nó sẽ rách thịt, chắc chắn nó sẽ rách thịt. Còn mà khi con này mà nó đã đóng được đúng vào thân nhá, các bác cứ bo thoải mái không bị rách được. Đây anh em có thể xem cái đoạn này cần 20H màu xanh của em nọ đây, các bác nhìn này, cái cây này đúng không, cây này 63 mà em bo con cá này nó hơn 10 cân, con đấy chắc chắn này em nghĩ là phải 13 14 cân. Các bác nhìn lên, ghi một phát, em ghi được căng phát, nếu mà nó mà đã mà rách thịt mà hoặc là xoạc lưỡi hay như nào đó thì chắc chắn là nó mất ngay pha đầu tiên, nó ghi đầu cần chạm nước ấy. Nhưng mà nó không, các bác thấy nó kéo, mình bo có thể bo kéo nó lại, bo ngồi nó lại, đúng không? Lưỡi, chung là lưỡi này em làm toàn là lưỡi xịn thôi, không bao tuột không mấy được. Lưỡi nhá, không hỏng này, không bị tuột lưỡi này, không bị bửa lưỡi này, chụp không nổ này, đúng không, kéo nó lại đúng không, khi đấy là tầm ấy nó đuối lắm rồi, nó vòng lại, nó vòng đi vòng lại đến cuối cùng sau này nó lại nộ nó gỡ nữa. Các bác có thể thấy cái đoạn nhùng nhằng ấy nhá, cần tay của em đánh ấy, thì trục bao giờ em cũng ngắn hơn cần, nên là không bao giờ có cái trường hợp là các bác bảo trùng dây đâu, không bao giờ có đâu, anh em đã đánh bằng cần tay thì biết, đánh cần tay biết thì không bao giờ có trường hợp là cần tay bị trùng dây, lúc nào mình cũng căng. Nhưng mà con cá hôm đấy chấm đèn ấy, các bác có để ý là nó nhằng nhằng mới nó lộn, kiểu gì nó gỡ gỡ lưỡi ra đấy, hôm nay đóng một lưỡi vào thì nó nộn kiểu nó mình đóng chiều xuôi đúng không bác, thôi nó nộn kiểu gì nó gỡ được mảy lưỡi ra. Thì cái trường hợp đấy em gặp rất là nhiều rồi, nó không phải con chấm đen đâu các bạn, mà chấm đen này, chấm cỏ và con chuôi, anh em mà đã đánh từng đánh ba cái con đấy thì các bác sẽ biết là bọn này con mánh là nó sẽ lật người nộn lên mặt nước nó gỡ lưỡi đúng không? Anh em cứ thử đánh lâu dài các bác mà đóng các bác sẽ biết ngay. Riêng con chấm cỏ này, con chuôi này, mẹ con chấm đen thì ba con đấy là có mánh là lộn người nên bà gỡ lưỡi. Còn riêng cái bọn chép với bọn đu phì các bác cứ đóng nó chỉ có biết rằng chạy mà chạy là chỉ có dính, cả dính là chết đấy. Đấy riêng có ba con đấy là em thấy là kinh điển nhất, là bọn nó biết biết đường nó gỡ lưỡi ra, thì em mất cũng nhiều lần vì như thế rồi đấy, nó nhảy người nó lên xong rồi nó gỡ lưỡi ra. Còn về toạc thì rách thịt thì gần như là không có, bởi vì cần tay các bác ạ, cần tay á, đây là 10H, 20H là cực kỳ cứng rồi, em không nói đối với cái dòng 10H bình thường nó có độ nhún các bác ạ,
cái độ cong của vẻo đấy, khi đóng vào nhá, nó con cá mà cố 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 ghì chạy chạy sốc phát ấy là cần lại víu xuống đấy, víu xuống xong rồi cơ tay của mình hạ xuống mà nó thành ra nó giữ cá rất là tốt các bác ạ, giữ cá cực kỳ tốt luôn. Còn nếu mà anh em mà đánh bằng cái cần máy cái lúc đấy đúng không, khi mà con cá chạy thì buộc các bác phải xả pin ra đúng không, nhưng mà khi nó dừng lại các bác mà tay mà bác không cuộn kịp pin vào đúng không kịp quay vào chắc chắn là dây của bác sẽ trùng. Nhưng mà cần tay không bao giờ có trường hợp đấy, cần tay lúc nào cũng căng luôn, bởi vì chụp ngắn hơn cần này, cần lúc nào cũng dựng lên này đấy. Và cần tay ấy, thì thường thường anh em sẽ đánh được từ 5m4 đến 6m3. Cái điều quan trọng nhất là cần máy không có cái dòng như thế. Em chưa gặp ông nào mà đánh cần máy mà đánh lục đánh 6m3 bao giờ cả. Nhớ chứ, cái cần ISO không nói nhé, đánh lục sao bờ đấy, cần cứng đấy. Chưa gặp ông nào đánh cần đấy bao giờ cả. Thông thường anh em sẽ đánh từ 4m2 đến 4m5. Thì cần nó rất là ngắn, thành ra cái lực phật các bác nhé, cái lực phật không thể nào bằng con 5m4 với con 6m3 nó phật được các bác ạ. Các bác cầm con 5m4 10H mà các bác thử phật xem, chắc chắn là lực nó đóng sâu hơn hẳn so với cái cần cứng 4, cái cần 4 5 4m5 của các bác để ở đây. Đặc biệt là ví dụ cái cần 20H 6m3 này các bác nhé. Đấy, các bác để ý em đánh bằng cần 20H 6m3 chưa bao giờ mà em đánh mà các bác bảo thấy cào vảy vong vảy đâu. Các bác nhìn thấy từ ngày em đánh bằng cái cần này chưa bao giờ lên nó cào vảy. Một phát gần như là thủng thịt ngay. Đấy. Chẳng may nếu mà có đen ấy, nó có đen nó có nghĩa là con cá nó vừa nứt qua ấy, thì là mình giật đấy thì nên vảy mà không có cảm giác gì, không có cảm giác thính cá các bác ạ. Có nghĩa là nó vừa bơi qua thì nó lưỡi mình chạm được một tí vào vào cái bên mình của nó, bên ngoài của nó ấy. Đấy thì là nứt qua thì may chăng là cào được cái vảy, nhưng mà khi giật những phát như vậy lên thì chắc chắn là không có cảm giác gì mà lại được vảy. Đấy còn khi mà cái cần này mà nó đã cảm giác nó đóng lặng tay phát thì gần như thủng thịt ngay, đâm ngập lưỡi ngay các bạn. Cần nó rất là cứng mà, qua nhìn ngọn nó rất là to, dòng 10H với 20H của em thì ngọn cực kỳ to, nó không như là những cây báo anh em báo là cây tầm xanh vớ vẩn đâu, những cây cây ngọn bé tí không đánh không đánh được, đánh nó không ra gì, nói không đánh được thì nó không đúng mà đánh thì nó không ra cái gì đó. Đó. Và em có một bác bảo em là đánh bo như thế thì cá nó sẽ đạch đạch mặt nước ấy, nó rách thịt nó mất ấy, cần máy có thể xả pin ra được đấy. Thực ra ấy là anh em ngồi đánh trong hồ anh em nói thế thôi, chứ các bác cử ra sông ngoài đây đấy, các bác sáng nhìn em thấy cần em chỉ là dài dây, hôm nay em đánh dây nó hơi dài một tí nó bo phát vào kia mất ngay đấy. Các bác đánh cần máy em, các bác đánh ở chỗ này các bác xả pin ấy, em khẳng định các bác là mất cả lưỡi luôn ấy. Đánh ngoài sông ấy nó không như là anh em đó đánh ở trong hồ, trong hồ ấy, các bác ở đánh ở Hà Nội các bác đánh cái hồ Định Công đúng không, nó rộng nó sạch chả có cây cối gì, anh em cho mày cứ bo mày mày thả mày chạy thoải mái một tí tao kéo vào, nhưng ở đây các bác hở ra phát nhá mất cả lưỡi xuống ấy, anh em mình đánh đúng không, nó là sông ủa phao nó vừa lì các bác, nó vừa đàng đánh ở sông thì hình ra là cây cối nó nhiều này, trong các trà bèo biết là cây cối nó mắc rất là nhiều, anh em chỉ cần cho nó chạy một đoạn chắc chắn là mất cả cá nó lưỡi luôn, nó sẽ đóng vào cái gì đó để nó mắc lưỡi lại, bắt đầu nó đánh toạc thịt nó ra là nó là mất. Đấy, con cá nó rất là khôn các bác ạ. Đấy, bản thân em sáng nay đúng chỉ vào mũi kia mất luôn. Đấy, về sau là em tại sao về sau cái chỗ gốc này em đầu tiên em đánh bị đánh 10H, sau em nghĩ phải đánh 20H, bởi nếu mà đánh 10H chắc chắn là hôm nay con chui nó vào trong cái góc kia đó. Là em bo 10H lúc đấy là không bo gấp ra được thì chắc chắn là mất. Đấy, nếu 10H đánh thì phải đánh ở chỗ ngoài rộng rộng này anh em ạ. Còn đánh sát cái cây ấy là 20H phải bo phải nuôi nó ra luôn. Đấy, sáng mà các bác có thể ý là cần em cứng thế mà sáng mà nó bo nó còn ghi tận bên kia mà. Hôm nay cũng rất là may là còn lên được con trôi đấy. Đây rồi. Ai à, ai à, ai à. Ủa. Ủa to nha, nó vào cọc. Ây da. Tùy vào địa hình địa thế mà anh em phải chọn cần cho nó phù hợp các bác ạ. Thông thường như em đi đánh ấy, thì em sẽ đánh đây thông thường em đánh bình thường chỗ rộng rộng em sẽ đánh 6,3, còn trung bình nên 5,4 là hợp lý nhất. Còn ở đây là hôm nay em ngắn quá thì em nước lại nước ở đấy nó sâu nữa thì mới đánh phụ một cây là 4,5 m thôi, còn thực chất chỗ này đánh 5,4 là hợp lý nhất. Những dòng cần lục cần tay anh em khuyên các bác là nên chơi từ 5,4 đổ lên là bo cá sướng nhất. Khi đóng một con cá bác nhé, ngọn nó víu của nói là nó phê thôi rồi luôn đó. Nhiều anh em thế thì cũng bảo em là sao đóng con cá mà
kêu ác thế, như kiểu từ bé giờ mới đóng được cá đấy. Thì đúng thực ra là nó không thể nào giấu được cái cảm xúc của mình đó, bởi vì lúc đấy nó kiểu như là nó vỡ hòa ấy, tự nhiên tè mà mình giật phát ấy, nó nặng tay, giật phát nó nặng tay ấy, rồi nó vít đi ấy. Là lúc đấy là tim mình nó đã đập thình thịch ấy, kiểu như là muốn nhảy ra lồng ngực rồi đấy các bác ạ. Nó phê cái mức độ như thế cơ mà. Đấy, còn từ đợt và đợt này thì em ít đánh 10H, bởi vì ở chỗ này nước rất là sâu anh em, đánh nó toàn từ gần ngoài kia nó phải 4,5 m, 5 m, ở trong đây nó là 3 m quá này. 3 m thực ra đánh 10H cũng được đấy, nhưng mà nó vướng cái cây kia. Nó thành ra là em phải tương 20H hết. Nhưng mà từ cái lúc đánh 20H thì em thấy là nó sướng thật các bạn. Gần như là đèn giật là dính, là thùng là dính là ăn ngay các bạn. Cảm giác như là nó thủng thịt ngay, không có cái chuyện là đánh ăn vảy đâu. Anh em xem video của em đánh ấy, cực kỳ ít cái trường hợp mà em đánh mà giật phát xong này nó cực phát là lên vảy đâu. Chỉ có anh em đánh lâu năm mà các bác đánh mà cần máy thì các sẽ biết cái điều đấy. Đánh cần máy các bác giật cần nó lặng mà nó mất nhịp nữa, thế là thành ra là giật nó cứ bảo ôi sao lên lại cái vảy to đúng này mà không dính. Rất nhiều anh em ở trên cái bảo không hiểu là do đồ hay do như thế nào hay do lưỡi. Thực ra lưỡi cũng lưỡi đẹp đấy mà giật thì thỉnh thoảng lại như vậy, thỉnh thoảng lại như vậy, đóng nó cực cũng phát xong rồi lại cào như vậy đấy, không lên được cá. Thế thực ra ấy là cái lực của mình giật đấy nó không căng các bạn, bởi vì cần nó ngắn. Ví dụ như là anh em đánh khoảng đến ngoài kia đánh khoảng 5-6 m đi, còn phải khoảng đánh 10 m đi. Nếu mà các bác đánh cần số 3 nhé, bác Phật nhất đảm bảo phát là nó thủng thịt ngay đấy. Còn nếu mà đánh mà cần máy thì chắc chắn là lực giật của bác sẽ yếu, bởi vì cần có 4,5 m mà. Cái trường hợp ấy mà nó đóng vào mặt, nó vào bụng thì không nói các bạn, thì gần như là cái đà phát dính ngay, kể cái cần mềm mà cần yếu quá cái gảy nhẹ cái là nó cũng đâm thủng thịt ngay. Nhưng mà cuộc đời nó đâu đơn giản hay đâu đúng không anh em. Nhiều lúc anh em mình đóng là nào đuôi nào lưng luôn, và toàn cái chỗ đấy thật sự các bác là các bác con cá, nên các bác cầm cái lưỡi bác đâm vào đuôi nó có khi còn không thủng nổi cơ, bởi vì nó 2-3 cái lớp vảy mà. Đặc biệt là con cá trôi đấy, anh em thử cầm con cá trôi khoảng 4 cân các bác đặt nó lên, các bác cầm lưỡi bác đâm thử vào đuôi nó còn không thủng được vảy, nó sẽ cao vảy ngay đấy. Nên cần máy của mình ấy ngắn luôn, lực giật nó sẽ không thể bằng những cần dài được, thành ra là nó không thủng thịt được thì mình buộc phải ăn vảy thôi đấy. Còn nhiều bác thì mới tập chơi thì cứ gần như là cờ bạc nó chiều tay mới đấy, cứ mới anh em mới vào chơi thì lại cứ giật toàn vào mặt vào bụng này, giật nhẹ cũng dính đấy. Nhưng mà khi mình đánh lâu năm rồi, anh em mình đánh lâu năm rồi ấy, thì là bắt đầu mới bong nhiều, thì bắt đầu là mới ngộ ra nhiều vấn đề đấy. Là đánh lục là cứ phải cần cứng thì giật mới sướng nhất mà mới dễ ăn cá nhất. Thì dựa vào các cái kinh nghiệm của em đánh từ trước đến giờ thì em cũng chia sẻ thật với anh em, mà em đánh bằng cần tay ấy, thì em cảm nhận được là nó giữ cá tốt hơn này đấy, giữ cá tốt hơn, cần ít khi nào kiểu như là bị bong, bị mất cá lắm anh em ạ. Ví dụ nha các bác nhá, khi đóng con cá này bò nó lên tới nơi các bác nhá, cần này cần tay rất nhẹ, anh em cầm một tay và cầm vợt xúc đúng không, dây lúc nào nó cũng rất là căng, không bao giờ trùng. Bởi vì sao? Bởi vì cần tay nó nhẹ mà anh em cầm một tay trái được luôn, xong rồi tay kia cầm vợt đấy. Cá mà nó có chạy ấy thì nó chỉ víu cần xuống, víu xuống xong rồi nó ngọn cần nó mềm mà nó lại bo lại đấy, con cá nó cứ mệt bo lại. Còn nếu mà anh em mà vợt bằng cần máy không, nó rất nặng, mình cầm một tay phải có người hỗ trợ nữa đấy, có người hỗ trợ xúc. Nếu mà anh em đi có một mình thôi thì mình đang cầm máy này đúng không, một tay cầm vợt, con cá to nó kéo đi phát thì pin nó xả ra thì các bác chắc chắn là không quay kịp thì trùng dây buộc nó thì đẽo bong nó phải cao đúng không. Thế còn cần tay thì rất nhẹ đâu, mày cứ chạy đi thì ngọn cần lại xuống đấy, cứ rong rồi ngọn cần mới xuống. Khi ngọn cần nó cong xuống ấy, thì con cá nó bị ghi lại một cách từ từ đó nhá, đúng không? Ngọn cần cong xuống ghi lại từ từ, thành ra là con cá nó sẽ mệt đấy, xong rồi mình cứ bị xúc thôi nhé, thành ra là đỡ mất cá. Với lại cần tay thì tất nhiên là anh em thấy nó cứ rất là cơ động, có nhìn này 20H thì đây là cái cần này nó còn nặng các bạn, chứ còn dòng 10H nó nhẹ tinh à. Đấy, con này nó còn nặng một tí, con này 4,5 m của nó rồi có 285 gram các bạn, rất là nhẹ. Ồ, còn cái cần mà đánh xa bờ 4,5 m nó chắc phải 5-6 nặng các bạn. Cần cân bằng thì một tay thoải mái luôn, một ngón thoải mái. Nhiều không? Nói chung là nó rất là nhẹ.
thì mình sẽ cầm thăng bằng được đấy. Đấy, cái này nó rất là nhẹ luôn đấy, thì nó rất là cơ động, mình cầm mình vụt phát nào là nó lên phát đấy, nó rất là nhanh, nó chỉ trong tích tắc thôi. Để em phật cho các bác xem nhé. Và cái đây là chung là anh em nhìn video em đánh nhiều biết nó phật lên tích tắc chỉ trong khoảng trong đúng là 1 giây, từ lúc cầm cần giật lên chỉ 1 giây là đảm bảo là lưỡi bay cắm cá ngay. Còn nếu anh em mà đánh mà cần máy thì thực ra nó nặng, thì nặng lè, nó mất nhiều thời gian, nó mất nhiều công sức, thì nó không thể bằng cái loại nhẹ phật được. Đấy, anh em mình cứ nói thẳng với nhau thế. Thế mà, bởi vì sao từ ngày xưa em đánh cần máy em chuyển sang đánh cần tay, nên bởi vì đánh cần máy thì mình không đánh sao bờ các bạn, em toàn đánh đầu cần thôi. Thế là đánh cần máy nhất là nó nặng này, độ cơ động không cao này, đấy mà dễ mất cá. Thế từ đấy em không đánh, em chuyển sang đánh cần tay, em cảm giác là cái độ phê nó hơn hẳn, không? Nó bo, nó víu cần thì nó rất là căng, rất là phê đấy, độ phê nó hơn hẳn luôn các bạn nhé, độ phê nó hơn hẳn này, xong rồi độ giữ cá nó tốt này, đóng cá ít khi ăn vậy. Đấy là ba cái điều là em thấy là nói là cần tay nó hơn cần máy rất là nhiều. Đấy về đánh đầu cần thôi anh em nhé. Còn nếu đánh sao bờ thì nói chung là cần tay thì không có cái gì để so sánh nữa. Sao bờ nó khác với đánh đầu cần. Còn và đánh đầu cần thì thực ra anh em vác cái cần này đi nó rất là nhẹ nhàng. Một cần một phao đến ngồi cái ra cái ta cái ăn ngay. Cái còn máy móc xong lại còn nắp đổ ra đổ vào nó rất là phức tạp. Thứ hai là cái giá thành ấy, nếu mà anh em mà sắm một bộ cần máy ấy, thì chắc chắn là giá thành rất là cao. Từ cái tầm trung đi, ví dụ như một bộ đều đều thì nó cũng phải khoảng 1 triệu. Cả cần cả máy thì gọi là đều đều nào khoảng 1 triệu thì mới đánh tạm ổn. Nếu mà 1 triệu thì làm được cây cần tay cũng rất là ngon rồi ấy. Là ví dụ cần tay 1 triệu thì có thể là bo cá là 7-8 cân là bo hết rồi, bo sống luôn đấy. Còn nên là giá thành nó cao. Còn nếu mà đồ lục, còn nếu mà đối với cần máy đồ nó lại cao cấp hơn nữa thì chắc chắn là cái giá thành nó rất là cao. Còn nếu mà anh em mà không có kinh tế tầm khoảng thì là 2 triệu hơn 2 triệu tí lấy được cơ 20H ấy, thì các bác đánh là bốc binh luôn, gần như là đánh không bao giờ phải lo về nổ cần đất dây đất, không bao giờ lo về nổ cần này mất cá bong vảy biết đóng, cảm giác nó chắc mịch luôn. Khi anh em mà đã cầm một cây 20H đánh thì các bác yên tâm tuyệt đối luôn đấy. Đợt này em thích đánh 20H bởi sao? Bởi vì chẳng may va cá to thì mình cực kỳ yên tâm, bo bằng chết luôn, không bao giờ buông. À, và nó còn một cái ưu điểm lớn nhất của cần tay đó là ra mồi không bị động ổ các bác ạ. Ra cần không bị động ổ. Đấy. Ví dụ như là anh em đánh bằng cần máy đúng không? Thì nó chỉ có 4,5 m thôi. Các bác mà muốn ra tới 7m, 8m thì chắc chắn là các bác phải ném. Ném đến là cái bùm nó sẽ bị động ổ đúng không? Thế còn cần tay á, ví dụ cây 6m3 này muốn ra 7m, 8m thì gần nhất ra. Đặt lưỡi rất nhẹ đúng không? Anh em thấy em đặt lưỡi không? Kia này hiện tại em đang đánh ngoài kia nó là 10m quay. Thế còn 6m3 đang đánh 10m. Ra phát thả lưỡi rất nhẹ nhàng luôn, rất tình cảm, cá nó không bị động, nó không bị sợ, nó không chạy. Còn nếu mà cần máy chắc chắn là phải ném mắt. Còn ngoài kia chắc chắn nó có cái dây ấy, căng nha anh em này. Có mấy chai dây căng. Cần máy làm sao mà ném qua cái đâu đúng không anh em? Nên ném qua cái cào cái mắt ngay. Anh em mình không thể ném được thì mình buộc là phải ném gần bên trong ngay, mà khi ném gần bên trong nó động ổ ngay. Nó không thể bằng cần tay được, cần tay em thả xuống cái nó rất nhẹ nhàng. Đó là đối với mặt nước phẳng nhé. Còn anh em đánh trong lỗ bèo thì chắc chắn là có chỉ hất phát, cầm cần máy có hất một phát thì là cái bùm phát, đúng không? Là mỗi cái bùm phát là cá động nó chạy rồi. Nhưng không thể nhẹ nhàng bằng cần tay, ví dụ như là nó đánh 6-7m anh em cầm cái cần 5m4 các bác hạ xuống rất nhẹ nhàng, cá không hề động. Mà cần máy không bao giờ làm một trường hợp đấy, cần máy chỉ đánh được đúng 4,5m hạ xuống là không bị động thôi. Còn cứ xa hơn thì chắc chắn là phải ném, là phải bổ thôi, đúng không? Trong cái lỗ bèo này ví dụ là 5m4 các bác buộc các bác phải cầm bằng cần máy hất một phát, nếu quả phao nó rơi đúng lỗ đấy đúng không, chắc chắn là cái bủ mát như cá nó... mình đang ngồi ăn cơm nó có quả bom nó lổ còn chạy bỏ sừ ấy, ai còn dám ngồi ăn cơm nữa đúng không anh em? Đang cái thời chiến tranh chống Mỹ mà làm quả bom nổ ngay bên nhà thì tầm đấy anh em phải bỏ cơm mà chạy xuống hầm ngay, nó có cá thế thôi. Mình phải nó phải nhẹ nhàng nhá. Lưỡi cần mình thả xuống nó nhẹ nhàng thì cá nó không bị động. Đấy, cá nó không chạy thì anh em đánh nó cực kỳ hiệu quả. Đó là những cái ưu điểm của em nói về cần tay. Còn anh em nào mà trình bày được những cái ưu điểm của cần máy thì cứ comment bên dưới nhé. Đấy, còn cái vấn đề mà các bác cứ bảo là xả pin để cho cá nó chạy nó đỡ mất ấy,
Thì cái đấy các bác là chỉ ở trong hồ dịch vụ thôi, chứ ngoài đây các bác xả cái nó mắc cái thì là mất mất cả lưỡi luôn. Đấy, mà khi anh em đã phải xả bin ấy, thực ra là các bác sợ mà rách thịt là các bác đóng chưa sâu thôi, còn đâu nếu những cái cần như em phật này ấy, đóng thẳng căng nó thủng thịt, những kể cả nó kéo lên rồi không được rách thịt được. Thì các bác cứ nhìn em bao nhiêu cái video em đánh ấy, có con nào mà đang kéo mà nó bị phát rách thịt mất không? Đấy, từ ngày em đánh cần tay các bác nhé, còn trước em đánh cần máy thì có em bị nhiều rồi, nó kéo vào nó mất là bị nhiều rồi. Còn từ cái ngày em đánh cần tay mà em đang bo, mà các bác có thấy phát nào mà em đang bo mà tiện nó rách thịt nó mất không? Không bao giờ có trường hợp đấy, chỉ có khi em bo lại rồi nó nhằng lằng mà nó gỡ lưỡi ra thì mất thì là có, chứ còn đâu mà để đang bo mà nó chạy phát nó toạc thì mất thì không bao giờ có. Đấy, cực kỳ hiếm, em chưa gặp lần nào như vậy luôn. Thế còn với bản thân em đánh em thừa nghĩ ra là nếu mà nó đóng vào rìa con cá chán là nó chạy thì cũng rách thôi, mà em đóng thì chưa phát nào đóng vào rìa cả, toàn đóng chính diện thôi, thành ra là nó cứ chạy thầy mệt nghỉ luôn, bo nổi lại ngay đó. Và đó là những cái kinh nghiệm của em muốn chia sẻ anh em ngày hôm nay. Thế chúc các bác nha, lựa chọn được cái cần đánh cho nó phù hợp. Thế chứ không phải là cứ phải nhất thiết phải cần tay mới đánh được đầu cần đâu anh em nhé. Đó, hôm nay em rất là vui nên là nhiều hàng, thế là nên vô tình đọc được mấy cái bình luận của anh em, thế là mới vào lên cái video để chia sẻ anh em những cái kinh nghiệm mà mình biết, những cái kiến thức mình có để giúp các bác câu cá nó hiệu quả hơn. Phải qua bạn, bây giờ là em phải thu đồ về và hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nhé. Đây, các bác nhìn khung cảnh đẹp quá. Đây, cây cần này xong là mấy nữa em có thanh lý nốt mấy cây các bạn, em chuyển về đánh 10H cho nó mềm. Ở chỗ này bây giờ nước chỗ này nó sâu nhưng mà chắc đợt nữa này em không trai nữa, bởi vì ở đây nó xa quá, đi hơn 40-50 cây rất là mệt. Em lại về sông Giá đánh thì là nước sông Giá nó không còn sâu, nên em muốn thanh lý lại mấy cây này các bác nhé, cực kỳ xịn sò đấy. Ở Việt Nam anh em nào có cây gì khỏe hơn cây này bảo em, độ cứng cực kỳ cao và cực kỳ khỏe, hàng là hàng chất lượng đấy các bạn. Cái này các bác cầm đập chó không dập ống, em khẳng định các bác cái này tương vào đầu chó không dập ống. Được rồi, này chắc là hơn chục cân cá các bác ạ. Con này này về nướng thì tuyệt vời. Sáng nay con này to nhất. Anh em mình có dã man không? Sợ thật. Ông trời. Hai chú. Mấy con nhỏ nhỏ này không tính tiền. Đây là một chú trôi. Chú gì gan. Mấy con đồ phi này đi. Có xử đi.